Lợi dụng lúc tang gia bối rối, có kẻ mạo danh ca sĩ Hàn Thái Tú lừa gạt vợ Vân Quang Long 100 triệu đồng phí chuyển cho cốt về Việt Nam. Vào tối ngày 31 tháng 12, Quách Thành Danh đã lên tiếng bức xúc vì vợ cố ca sĩ Vân Quang Long bị lừa 100 triệu đồng, được cho là phí mua vé máy bay để chuyển cho cốt của chồng về Việt Nam. Cụ thể, một kẻ đã mạo danh Hàn Thái Tú, người đang trực tiếp lo tang lễ cho Vân Quang Long ở Mỹ, nhắn tin cho vợ cố ca sĩ đề nghị cô mua 3 vé máy bay với giá 108 triệu đồng. Vì quá nôn nóng nên Linh Lan, vợ ca sĩ Vân Quang Long đã chuyển số tiền này. Tại lễ cầu siêu cho chồng diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, Linh Lan đã kể chi tiết vụ việc và tiết lộ hướng xử lý hiện tại. Cô cho biết thủ đoạn của kẻ xấu rất tinh vi, khiến cô không đề phòng. Anh Hàn Thái Tú là người lo cho tang lễ của chồng tôi ở Mỹ, vì thế tôi luôn giữ liên lạc với anh để khi nào anh gọi là bắt máy ngay. Anh ấy còn hứa sẽ gọi FaceTime để tôi được nhìn mặt chồng lần cuối, nên tôi chờ điện thoại anh từng phút. Hôm đó, sau khi anh Tú gửi cáo phó của chồng cho tôi, thì anh không nhắn tin nữa. Ngay lúc đó, trên Viber, ứng dụng gọi điện nhắn tin trực tuyến của tôi, bỗng xuất hiện tin nhắn từ người tự xưng là Hàn Thái Tú. Người đó nhắn tôi, Lan, điện thoại kia của anh hết pin rồi, nên tôi không hề đề phòng mà tiếp tục câu chuyện. Thật sự lúc đó tôi không nghi ngờ chuyện gì, tôi đoán là anh dùng hai chiếc điện thoại. Nói về việc bị lừa chuyển 100 triệu, Linh Lan chia sẻ, người mạo danh Hàn Thái Tú nói với tôi rằng anh ấy sẽ trực tiếp bay về Việt Nam để giao cho cốt và số tiền bạn bè giúp đỡ gia đình cho tôi. Người này nhờ tôi tìm và đặt hộ một vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam trong ít ngày tới. Tôi nói mình không dành chuyện đặt vé, người đó liền đưa số điện thoại một người bán vé cho tôi. Sau khi trao đổi, người bán vé máy bay nói còn duy nhất một vé. Chi phí bay từ Mỹ về Việt Nam là 25 triệu, còn khứ hồi là 36 triệu. Tôi đồng ý đặt vé khứ hồi, sau đó tôi chuyển tiền theo đúng yêu cầu. Lúc này, người mạo danh anh Hàn Thái Tú nói rằng sẽ chuyển trả lại tôi số tiền này. Tuy nhiên, tôi nói rằng anh ấy đã giúp gia đình quá nhiều nên tôi không nhận lại, nhưng người giả mạo kia nhất quyết không chịu. Sau đó, người giả mạo Hàn Thái Tú yêu cầu tôi mua thêm cho anh hai vé nữa. Tôi liên hệ với dịch vụ bán vé máy bay thì người kia cũng cho biết có hai khách vừa hủy vé nên tôi đặt luôn. Tổng cộng 3 vé bay có giá là 108 triệu đồng. Tuy nhiên, hạn mức tôi có thể chuyển khoản mỗi ngày chỉ là 100 triệu nên tôi chuyển trước 100 triệu. Lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ về việc gặp lại chồng mà không cảnh giác việc gì. Người mạo danh ca sĩ Hàn Thái Tú nói rằng sẽ chuyển trả lại tôi số tiền 3 vé máy bay vào lúc 4 giờ chiều giờ Việt Nam. Tuy nhiên tôi chờ đến hơn 5 giờ vẫn không nhận được nên bắt đầu nghi ngờ. Lúc này tôi gọi trực tiếp vào số điện thoại kia nhưng không liên lạc được. Tôi quay lại gọi cho số lúc đầu của anh Hàn Thái Tú nhưng cũng không nghe máy. Tôi cho rằng anh đang đi ngủ nên tiếp tục chờ. Sau đó tôi còn chờ bạn bè liên lạc với Hàn Thái Tú. Đến tầm 7 giờ tối giờ Việt Nam thì anh Tú gọi lại cho tôi, anh nói không biết gì về chuyện vé máy bay. Lúc này tôi mới biết là mình bị lừa, kia là nick giả rồi. Sau khi phát hiện sự việc, ca sĩ Hàn Thái Tú đã khuyên vợ Vân Quang Long bình tĩnh giải quyết và lưu lại mọi bằng chứng. Linh Lan cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc có dấu hiệu lừa đảo này. Đồng thời, vợ cố ca sĩ Vân Quang Long cũng gửi lời nhắn cho kẻ giả mạo. Số tiền 100 triệu không phải nhỏ, em đã nhắn tin nói người giả mạo chuyển lại cho em thì em sẽ bỏ qua và xem như việc này chưa từng xảy ra. Còn hiện tại nếu kẻ xấu không biết hối hận và sửa sai thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ và xử lý theo pháp luật. Thông tin chủ tài khoản nhận tiền đã được tra ra. Sau khi nghe vợ Vân Quang Long nói rõ sự việc, khán giả vô cùng bức xúc vì hành động lợi dụng lúc tang gia bối rối để lừa đảo của kẻ xấu. Hiện vụ việc đang thu hút sự chú ý của công chúng.